Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 5, các con thân mến. Hôm nay cô và trò chúng ta cùng nhau đến với chuỗi video chữa bài tập trong cuốn sách Bài tập tuần toán 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Trong video này thì cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập ở tuần 5. Hỗn số, phân số thập phân và số thập phân. A lớn kiến thức trọng tâm. Nội dung kiến thức của chúng ta học trong tuần này sẽ xoay quanh về hỗn số này, phân số thập phân và về số thập phân. Trước tiên ở phần hỗn số thì cô có những khái niệm cũng như là lưu ý như sau. Đầu tiên, hỗn số sẽ bao gồm phần nguyên và phần phân số. Vậy phần phân số thì sẽ phải luôn bé hơn 1, có nghĩa là sao ạ? Tử số luôn luôn phải bé hơn mẫu số. Đấy là phân số trong hỗn số nhé. Cô ví dụ như sau này, 2 và 4/5 là hỗn số có phần nguyên là 2, phần phân số là 4/5. Tiếp theo, khi đọc hoặc viết hỗn số, ta đọc hoặc viết phần nguyên rồi đọc hoặc viết phần phân số. Ví dụ 2/4/5 ta sẽ đọc là 2 này và 4/5. Đây là cách đọc hỗn số nhé. Tiếp theo, chuyển hỗn số thành phân số. Vậy thì cách chuyển từ hỗn số thành phân số chúng ta sẽ có cách làm như sau. Ví dụ của cô như sau này, hỗn số 2 và 4/5. Chúng ta hiểu là cách đọc hỗn số là 2 và 4/5 có nghĩa là 2 cộng 4/5 đấy ạ. Vậy thì chúng ta đã đưa về một phép tính cộng với phân số, với số tự nhiên rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng này như bình thường. Đấy là chúng ta sẽ quy đồng trước, quy đồng số 2 biến thành phân số. Cô sẽ biến thành 2/1 cộng với 4/5. Khi này chúng ta sẽ quy đồng phân số 2/1 với 5. Cô có 2 x 5 trên 5 x 1 bằng 5 cộng với 4/5. Khi này thì chúng ta sẽ có 2 x 5 cộng với 4 trên 5. Chúng ta viết gộp lại tử số. 2 x 5 bằng 10 cộng với 4 thì bằng 14 và mẫu số giữ nguyên là 5. Đây là cách mà chúng ta diễn giải ra. Còn viết gọn lại thì chúng ta sẽ có như sau này. Hỗn số 2 và 4/5 chúng ta sẽ chuyển thành phân số bằng cách lấy phần nguyên nhân với mẫu số và cộng với tử số nhé. 2 x 5 cộng 4 này. Phần nguyên nhân với mẫu số cộng với tử số. Các con nhớ nhé. Như vậy, sau khi đã viết được phép tính để tìm ra phân số thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính 2 x 5 bằng 10 cộng 4 bằng 14 và mẫu số sẽ giữ nguyên. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2, phân số thập phân. Nhắc đến phân số thập phân, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các phân số có mẫu số là 10 này, hoặc 100, hoặc 1.000, hoặc là 10.000, vân vân, đúng chưa ạ? Vậy thì các phân số 3/10 này, 51/100, 689/1.000 có mẫu số là 10, 100, 1.000 và vân vân được gọi là phân số thập phân. Ở phần phân số thập phân thì chúng ta sẽ chỉ có khác với phân số bình thường là mẫu số là các số mà cô đã liệt kê. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 3. Số thập phân 1/1.000 được viết thành 0,001. 0,001 đọc là 0,001. Và ngược lại, nếu viết từ số thập phân này thành phân số, chúng ta viết được thành 1/1.000. Và đây sẽ chính được gọi là số thập phân nhé. Tiếp theo, cô có một ví dụ khác.
Đối với phân số 689 phần 1000, nếu chúng ta viết từ phân số thập phân này thành số thập phân, cô có 0,689 và đọc sẽ là 0,689. Và ngược lại thì nếu như viết từ số thập phân thành phân số thập phân, cô viết được thành 689 phần 1000. Và đây sẽ được gọi là số thập phân. Ở số thập phân thì chúng ta cũng vẫn sẽ có hàng này, giống như số tự nhiên ạ. Số tự nhiên thì chúng ta sẽ học từ hàng đơn vị là hàng bé nhất, sau đó đến hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn, đúng chưa ạ? Và cứ thế dần lên. Còn đối với số thập phân thì chúng ta cũng sẽ có các hàng như sau. Chúng ta sẽ được ngăn cách số tự nhiên, hoặc nói cách khác là phần nguyên của số thập phân với phần thập phân bằng dấu phẩy nhé. Ngăn cách bằng dấu phẩy, bên trái của dấu phẩy sẽ là phần nguyên, còn bên phải sẽ là phần thập phân. Vậy chúng ta cùng phân tích. Số thập phân đầu tiên là 0,001. Hàng phần nguyên sẽ là 0 đơn vị, ngăn cách bởi dấu phẩy này. Và bên phải dấu phẩy sẽ là phần thập phân là 0,001 đây ạ. Vậy thì đây sẽ là hàng phần 10. Hàng phần 10, hàng phần trăm và hàng phần nghìn. Tương ứng với hàng phần 10 là 0 này, hàng phần trăm là 0 và hàng phần nghìn là 0. Tiếp theo đối với số 0,689, vậy phần nguyên cũng vẫn là 0, ngăn cách bởi dấu phẩy, bên phải dấu phẩy sẽ là 689 tương ứng với phần thập phân. Vậy thì chữ số 6 sẽ thuộc hàng phần 10, hàng phần trăm sẽ là 8 này, hàng phần nghìn sẽ là số 9. Và cô lưu ý là các hàng trong phần thập phân cũng là một kiến thức rất là quan trọng để chúng ta có thể áp dụng vào một số các bài tập như là viết về cấu tạo số này. Và cô còn một lưu ý nữa, rất nhiều bạn sẽ nhầm hàng đầu tiên ở trong phần thập phân sẽ luôn là hàng phần 10 nhé. Hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, sau đó đến hàng phần 10.000, 100.000. Giống như số tự nhiên ạ, chúng ta sẽ có từ hàng đơn vị. Thì đối với phần thập phân chúng ta sẽ có từ hàng phần 10 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần bài tập. B lớn bài tập, một la mã phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, hỗn số 3 và 7 phần 9 đọc là 3 và 7 phần 9, cô chọn đáp án D. Câu 2, số thập phân 0,123 đọc là 0,123, đáp án A. Câu 3, trong các phân số dưới đây, phân số thập phân là, phân số thập phân sẽ có mẫu số là 10, 100, 1000, 10.000, vân vân. Như vậy đáp án C là đáp án chính xác. Cô khoanh vào C nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 4. Số thập phân biểu diễn phần hình đã tô màu là, chúng ta cùng nhìn vào hình, đây có một hình tròn được chia là 5 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Như vậy phân số mà chúng ta viết được là 1 phần 5, chỉ số phần đã tô màu. Nhưng đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm số thập phân. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải chuyển 1 phần 5 này thành số thập phân. Vậy thì 1 phần 5 mà chuyển thành số thập phân thì chúng ta sẽ cần phải chuyển về phân số thập phân đã. Vậy cô sẽ quy đồng phân số này với 2. 1 x 2 bằng 2. 5 x 2 bằng 10. Khi này cô có số phân số thập phân là 2 phần 10 và bằng 0,2 là số thập phân. Như vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án B, 0,2. Tiếp theo câu 5, số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống là,
Ở đây cô có một tia số từ 0 đến 1. Và từ 0 đến 1 được chia làm 5 phần bằng nhau. Vậy thì vị trí chúng ta cần tìm sẽ là số nào đây ạ? Lưu ý ở đây được chia làm 5 phần bằng nhau. Vậy thì vị trí mà chúng ta cần tìm nó đang nằm ở số thứ 4. À, vậy thì cô sẽ có phân số là ở đây sẽ tương ứng với 4 phần 5 này. Được chia làm 5 phần bằng nhau và đây là 4 phần. 5 phần 4 thì chúng ta sẽ viết thành phân số thập phân là 8 phần 10 quy đồng với 2. Khi này chúng ta có phân số thập phân, mẫu số là 10. Chúng ta sẽ chuyển được thành số thập phân bằng 0,8. Vậy cô sẽ khoanh vào đáp án là B. Câu 6. Phân số thập phân tương ứng với hỗn số 3 và 6 phần 25 là. Vậy thì chúng ta sẽ cần chuyển 3 và 6 phần 25 thành phân số. Trước tiên chúng ta sẽ có phép tính để tìm ra tử số của phân số này. 3 x 25 cộng với 6 bằng 81. Mẫu số giữ nguyên là 25. Khi này thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án A đúng chưa ạ? Sai nhé, bởi vì yêu cầu của đề bài là đi tìm phân số thập phân. Phân số thập phân tương ứng. Như vậy phân số thập phân mẫu số phải là 10, 100 hay 1000. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần phải thêm một bước nữa. Đấy chính là chúng ta quy đồng. Ở đây cô sẽ lấy quy đồng với 4. 81 x 4 trên 25 x 4 bằng 324 phần 100. Vậy thì đáp án đúng sẽ là đáp án C. Cô khoanh vào C. Câu số 7. Kết quả phép tính 3 phần 2 nhân 8 phần 9 chia 10 phần 27 viết dưới dạng phân số thập phân ta được. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải thực hiện phép tính 3 phần 2 nhân 8 phần 9 chia 10 phần 27. Cô thực hiện phép tính này ra nháp này. Ở phép tính này thì chúng ta sẽ có phép nhân và phép chia. Vậy cô sẽ vẫn làm theo thứ tự từ trái sang phải. Trước tiên đối với phép nhân cô có 3 phần 2 nhân 8 phần 9. Ở đây chúng ta rút gọn. Cô thấy 3 chia hết được cho 3, 9 chia hết cho 3 và bằng 1, 3 này. 2 và 8 đều chia hết cho 2. 2 chia 2 bằng 1 mà 8 chia 2 thì bằng 4. Vậy thì kết quả của phép nhân này bằng 4 phần 3 chia cho 10 phần 27. Đổi thành phép nhân 4 phần 3 nhân 27. Phần 10. Lúc này chúng ta lại tiếp tục thực hiện phép nhân phân số. Cô thấy 4 và 10 đều chia cho 2. 4 chia 2 bằng 2. 10 chia 2 bằng 5. 27 và 3 đều chia cho 3 bằng 1 này. 27 chia 3 bằng 9. Khi này chúng ta thực hiện đi tìm kết quả phép nhân 2 x 9 bằng 18. Mẫu số là 1 x 5 bằng 5. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 18 phần 5. Đáp án là A. Theo đề bài thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm kết quả của phép tính này được viết dưới dạng phân số thập phân. Như vậy 18 phần 5 mà chúng ta vừa tìm được đã phải là phân số thập phân chưa ạ? Chưa. Nên chúng ta cần phải quy đồng để đưa về phân số thập phân. Như vậy thì cô sẽ thực hiện phép nhân với quy đồng với 2 để có mẫu số là 10. 18 x 2 bằng 36 phần 10. Như vậy khi mà đưa về phân số thập phân, chúng ta sẽ có 36 phần 10. Chúng ta cùng quan sát lại các đáp án nhé. Ở đây cô thấy có đáp án 36 phần 100 này. Vậy thì 36 phần 100 này có bằng 36 phần 10 mà chúng ta vừa tìm được không ạ? Chúng ta chỉ việc
Một là cô sẽ rút gọn 360 phần 100 đi với 10. 360 mà chia 10 bằng 36, 100 chia 10 thì bằng 10. Như vậy thì hai phân số này bằng nhau. Hoặc cô sẽ quy đồng phân số mà chúng ta tìm được với 10 nữa. Bằng 360 phần 100. Như vậy đáp án thích hợp nhất sẽ là đáp án D. Cô Khanh vào D nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2, phần tự luận. Bài 1, hoàn thành bảng sau. Chúng ta quan sát bảng. Ở đây chúng ta sẽ có các hình ảnh. Hỗn số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ. Ở hình vẽ đầu tiên chúng ta có một hình tròn nguyên và một hình tròn được chia làm 3 phần và tô màu 1 phần. Vậy hỗn số này cô sẽ viết là 1, 1 phần 3. Cách đọc sẽ là 1 và 1 phần 3. Phần nguyên ở đây sẽ là 1, một phần nguyên tức là 1 phần đã được tô kín. Và phần phân số sẽ là 1 phần 3. Tương tự như vậy thì chúng ta hãy thực hiện hai hình ở bên dưới nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 2. Bài 2 hoàn thành bảng sau. Ở bảng này thì cô sẽ có cách viết số thập phân và cách đọc số thập phân đó. Đầu tiên chúng ta có số thập phân 0,26. Vậy cách đọc chính xác nhất sẽ là 0,26. Tiếp theo, số thập phân được đọc là 0,121 thì sẽ viết như thế nào ạ? 0, vậy thì phần nguyên sẽ là 0. 121 là phần thập phân của số này. Tương tự như vậy thì chúng ta cùng thực hiện điền nốt vào hai ô trống còn lại nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài số 3. Bài 3, chuyển các phân số sau thành phân số thập phân. Để chuyển được thành phân số thập phân thì chúng ta sẽ phải quy đồng với một số nào đó khiến cho mẫu số phải là các số mà chúng ta đã liệt kê ở trong phần phân số thập phân. Đó là 10 này, hoặc 100, 1000, 10000, đúng chưa ạ? Trước tiên đối với phân số 3 phần 5, cô sẽ quy đồng với 2 vì 5 x 2 bằng 10. Vậy thì 3 x 2 sẽ bằng 6. Cô được phân số thập phân là 6 phần 10. Tiếp theo, 31 phần 125. 125 sẽ nhân với 8 để bằng 1000. Như vậy cô sẽ quy đồng phân số này với 8. 31 x 8 bằng 248 phần 1000. Tiếp theo, 12, 17 phần 20. 20 sẽ nhân với 5 để có kết quả bằng 100. Vậy 17 cũng phải nhân với 5 bằng 85. Vậy phân số thập phân chúng ta có sẽ là 85 phần 100. Tiếp theo, 49 phần 700. Ở phân số này cô thấy có thể rút gọn được vì 700 chia 7 bằng 100 mà 49 cũng sẽ chia hết cho 7. Vậy cô sẽ thực hiện rút gọn nhé. 49 phần 700 cô rút gọn với 7. 49 chia 7 bằng 7. 700 chia 7 bằng 100. Như vậy phân số đó là 7 phần 100. Tương tự như vậy, 364 phần 400 cô sẽ rút gọn cho 4. Vì 400 chia 4 bằng 100 là mẫu số mà chúng ta cần. Vậy thì tử số 364 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu ạ? Chúng ta nên thực hiện phép tính này ra nhé. Và kết quả của cô bằng 91.
mẫu số là 100. Tiếp theo 75 phần 300, vậy thì cô sẽ rút gọn phân số này với 3. 75 chia 3 bằng 25. 300 chia 3 thì bằng 100. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 4. Bài 4, chuyển các hỗn số sau thành phân số. Như vừa nãy thì cô đã nêu cách để chuyển từ hỗn số thành phân số. Đấy là chúng ta sẽ lấy phần nguyên nhân với mẫu số và cộng với tử số để tìm ra tử số trong phân số đó. Vậy thì ở đây chúng ta có phép tính 3 x 10 cộng 7. 3 x 10 bằng 30 cộng 7 bằng 37. Mẫu số giữ nguyên là 37 phần 10. Tiếp theo, hỗn số 3 và 8 phần 25. Thực hiện phép tính 3 x 25 bằng 75 cộng với 8 bằng 83. Như vậy, tử số sẽ là 83, mẫu số giữ nguyên bằng 25. Tương tự như vậy thì các con hãy thực hiện chuyển 4 hỗn số còn lại thành phân số như cách mà cô đã vừa hướng dẫn nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Bài 5, hoàn thành bảng sau. Quan sát bảng, chúng ta có phân số tối giản, phân số thập phân và số thập phân. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyển. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải chuyển phân số thập phân thành phân số tối giản đã. Phân số tối giản ở đây sẽ là phân số đã được rút gọn về tối giản nhất. 4 phần 10 cô rút gọn với 2. Vì 4 chia hết cho 2 mà 10 cũng sẽ chia hết cho 2 bằng 2 phần 5. Phân số 2 phần 5 không thể rút gọn cho số nào. Phân số 2 phần 5 cả tử số và mẫu số đều không chia hết cho số nào ngoài 1, đúng chưa ạ? Như vậy đây sẽ là phân số tối giản. Vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện để viết thành số thập phân. 4 phần 10 là phân số thập phân. Vậy thì viết thành số thập phân thì chúng ta sẽ có là 0,4. Tiếp theo phân số tối giản là 8 phần 25. Vậy thì phân số thập phân sẽ là cô sẽ quy đồng với 4 vì 25 x 4 bằng 100. 8 x 4 bằng 32. Phần 100 viết thành số thập phân chúng ta có là 0,32. Tiếp theo phân số thập phân 65 phần 100. Cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 5, vậy cô sẽ rút gọn với 5. 65 chia 5 thì bằng 13. Một trăm chia 5 bằng 20. Tiếp theo từ đây chúng ta lại viết thành số thập phân cô có là 0,65. Cuối cùng phân số tối giản 16 phần 125. 125 nhân với 8 thì bằng 1.000. Vậy cô quy đồng với 8. 16 nhân 8 bằng 128. Vậy thì từ đây chúng ta viết được số thập phân sẽ là 0,128. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 6. Bài 6, điền số thập phân vào chỗ trống thích hợp. A nhỏ, 4 chai nước chứa 2 lít nước. Số lít nước ở mỗi chai nước là như nhau. Mỗi chai nước chứa bao nhiêu lít nước? 4 chai nước thì chứa 2 lít nước. Và chúng ta sẽ đi tìm xem là 1 chai nước chứa bao nhiêu lít.
Vậy thì chúng ta sẽ lấy số lít nước ở 4 chai chia cho 4 chai để tìm ra xem là một chai có bao nhiêu lít nước. Phép tính sẽ là 2 chia 4. Ở đây thì sẽ rất nhiều bạn thắc mắc là sao mà 2 chia 4 được, đúng không ạ? Vậy thì nếu như không chia được, chúng ta sẽ viết thành phân số 2/4. 2/4 này chúng ta có thể rút gọn bằng 1/2. 1/2 vẫn chưa phải là số thập phân, nhưng từ đây cô sẽ quy đồng tiếp với 5 bằng 5/10. Vậy cô biến đổi thành phân số thập phân và viết được thành số thập phân là 0,5. Như vậy mỗi chai sẽ chứa 0,5 lít nước. Câu B nhỏ, cắt tấm vải dài 7m thành 20m bằng nhau. Mỗi mảnh vải sẽ dài bao nhiêu mét? 7m vải này cắt thành 20 mảnh. Vậy phép tính sẽ là 7 chia 20 bằng 7/20. Chúng ta sẽ thực hiện quy đồng với mấy đây ạ? 5. 7 x 5 bằng 35 phần 100. Vậy thì từ đây chúng ta viết được thành số thập phân là 0,35. Như vậy, mỗi mảnh vải dài 0,35m. C nhỏ, chia một tờ giấy có diện tích 4 decimet vuông thành 25 phần bằng nhau. Vậy mỗi phần sẽ có diện tích là bao nhiêu decimet vuông? Phép tính sẽ là 4 chia 25 4 chia 25 cô viết được thành phân số là 4/25. Quy đồng với 4, vì 25 x 4 bằng 100, cô chuyển thành phân số thập phân bằng 16/100 và chuyển thành số thập phân sẽ bằng 0,16. Như vậy thì mỗi một phần sẽ có diện tích là 0,16 decimet vuông. D nhỏ, chia đều 90kg muối vào 200 túi. Mỗi túi sẽ nặng bao nhiêu kg? Phép tính sẽ là 90 chia 200. 90 này chia cho 200, cô viết thành phân số luôn. Vậy thì ở đây cô sẽ rút gọn hay cô quy đồng ạ? Cô rút gọn nhé. Cô rút gọn cho 2 vì 90 chia hết cho 2 và bằng 45. 200 chia 2 bằng 100. Đây chính là phân số thập phân đấy ạ. Và viết được thành 0,45. Vậy thì mỗi túi sẽ nặng 0,45kg. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con chữa các bài tập cũng như là hoàn thành xong các phần bài tập trong tuần 5. Và cô hẹn gặp lại các con ở những video sau. Chúng ta tiếp tục chữa các bài tập ở tuần tiếp theo nhé.